Theo chúng con xin cung kính cung thỉnh lão cư sĩ Diệu Âm từ bi khai thị cho cụ Lương Thị Điếu, pháp danh Diệu Chính. Dạ, A Di Đà Phật. Lương Thị Điếu. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, xin gia đình giới thiệu vài thông tin về cụ cho lão cư sĩ khai thị ạ. Dạ, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xin lão cư sĩ ông khai thị cho mẹ con là Lương Thị Điểu, pháp danh Diệu Chính ạ. Mẹ con thì năm nay 8 tuổi. Bị bệnh 15 năm nay rồi. Đấy, tôi trong tâm trạng lúc tỉnh lúc mơ, thời gian gần đây cũng chưa cũng rất là tinh tấn niệm Phật, lễ Phật. Nhưng 2-3 ngày nay thì trên băng nói chậm chậm là mấy ngày nay còn sao? Dạ, mấy ngày nay mẹ con cứ đòi là cho mẹ về. Đấy. Con gì về? Cho mẹ về. Vâng, cứ bảo cứ cho mẹ về đi thôi. Thế mà niệm Phật thì nặng thì vẫn như vậy là lại Phật dùng tay cho mẹ Phật về. Cụ nói là cho mẹ về, về đâu? Dạ, không biết là về đâu ạ, thì là Phật. Cháu không hỏi cụ nó là về đâu. Rồi còn gì nữa không? Nói tiếp. Hỏi về đâu thì không nói ạ. Không nói. Rồi ngoài ra còn có vướng nạn gì nữa không? Đó, hôm nay cũng thấy cứ mệt mỏi này. Cảm thấy mệt. Thường cụ nằm đêm cụ có thường hay mớ không? Hay thường hay nói gì trong giấc mơ gì không? Có không? Không ạ. Chỉ tay chỉ thỉnh thoảng đêm là tay cứ quờ quạng rồi ạ. Mỗi lần mà tay vừa quạng như vậy thì xin bác là đến bên cạnh cụ ha, cầm tay cụ hỏi mẹ muốn gì đó, phải hỏi cho rõ đấy. Ví dụ cụ hỏi cụ, nếu cụ làm như vậy và hỏi cụ là cụ đang thấy cái gì, đang muốn cái gì để mà mình thỏa mãn cho cụ nha. Nhớ là người chăm sóc nhà đình là lớn, tất cả mọi động thái gì của cụ luôn luôn là hỏi mẹ đang muốn cái gì, mẹ muốn uống nước chăng, mẹ muốn đối chăng, hay là mẹ thí dụ như còn cái gì nói cho rõ đấy. Điều này rất là quan trọng nha. Chị hỏi là cụ có nghe rõ không, có nghe rõ mà lời nói của giọng không? Mẹ con nặng tai à? Nặng tai quá thì bây giờ giữ âm nói rồi bác phải dịch lại cho rõ bên tai của mẹ để mẹ biết nha. Xin nói là bác đã có ban hộ niệm nào để giúp cho mẹ chưa? Ấy Đức Phật, con có rồi ạ. Ban hộ niệm có thường đến không? Dạ có ạ, dạ, cứ một tuần 3 buổi ạ, Ấy Đức Phật. Và ban hộ niệm nào vậy? Ban hộ niệm đạo tràng Thái Bình Năm ạ. Thái Bình Năm, tốt lắm. Rồi, bây giờ nói chuyện với cụ đây nha. Nhớ là anh Dinh nhất lịch lại từng điểm nghe. Hôm nay xin hỏi là cụ năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, con năm nay 86 tuổi ạ. 86 tuổi. À, bây giờ bắt đầu nói chuyện với cụ đây. A Di Đà Phật, dạ xin anh là nhắc lại đúng lời của lão cư sĩ Diệu Âm ạ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A-di-đà-phật. Cụ Diệu Chính ơi. Cụ đã có người con. Cụ đang sờ vai người con. Là cụ muốn nói gì đó. Cụ nói lên ý nguyện của cụ đi cụ. Cụ nói lên ý nguyện của cụ đi cụ. Cụ nói đi. Cụ nói đi. A Di Đà Phật. Cụ ơi.
15 năm nằm trên giường bệnh. 15 năm nằm trên giường bệnh. Cụ đã thấy rõ cuộc đời này khổ nạn. Cụ đã thấy rõ cuộc đời này khổ nạn. Quyết lòng rời bỏ cảnh khổ nạn này để tìm chỗ an vui nha cậu. Rời bỏ cảnh khổ nạn này để tìm chỗ an vui nha cậu. Nằm đây một ngày. Khổ sở một ngày. Về Tây Phương Cực Lạc sớm một ngày. Về Tây Phương Cực Lạc sớm một ngày. Sung sướng an vui một ngày. Bao nhiêu người đã ngày đêm niệm Phật. Để tìm cách về Tây Phương Cực Lạc hưởng an vui cực lạc đó cậu. Để tìm cách về Tây Phương Cực Lạc hưởng an vui cực lạc đó cụ. Cụ ơi. Quyết lòng niệm Phật nhé. A Di Đà Phật sẽ phóng quang gia trì cho cậu. A Di Đà Phật sẽ phóng quang gia trì cho cô. Bồ Tát sẽ phóng quang giúp đỡ cho cô. Cô nằm trên giường bệnh mà an vui cực lạc vô cùng nhé. Cô nằm trên giường bệnh mà an vui cực lạc vô cùng nhé. Sống cõi đời này khổ quá. Mau mau trở về Tây Phương hưởng đời an vui đi cô. Sống tại đây chịu chết. Về Tây Phương không còn chết nữa cô ơi. Nhất định nhé. Quyết lòng về Tây Phương cụ nhé. Được Phật giúp đỡ. Liệng tấm thân này xuống. Về Tây Phương thân tướng mình đẹp lắm cụ ơi. Bay nhảy khắp bầu trời. Đi khắp mười phương pháp giới. Thần thông đạo lực phi thường. Sướng hơn. Vi diệu không. Cụ diệu chính có đồng ý không? Đi về Tây Phương hưởng an vui cực lạc. Thích hơn cụ ơi. Cụ quyết lòng về Tây Phương cực lạc không? Nếu quyết lòng thì giơ tay lên coi. Giơ tay lên để tự cụ giơ tay. Cụ muốn đi về Tây Phương cực lạc thì cụ giơ tay lên. Mỗi lần xin người con nhớ là mỗi lần mà cụ ôm vai mình như vậy phải điều tra cho kỹ, hỏi thử là cụ đang muốn cái gì đó nhé. Phải nhớ là từ đây sau nhớ là cho kỹ, báo cáo với hiện tượng này cho ban hộ niệm biết, nghe không? Vâng ạ. Cụ Diệu Chính ơi. Đời này. Có sanh thì có tử. Cụ muốn khỏi chết.
thì phải thành tâm niệm A Di Đà Phật cụ nhé. Thì phải thành tâm niệm A Di Đà Phật cụ nhé. Niệm A Di Đà Phật để vãng sanh. Niệm A Di Đà Phật để vãng sanh. Chứ không phải chết. Chứ không phải chết. Niệm A Di Đà Phật. Niệm A Di Đà Phật để thoát cảnh chết mà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chứ không phải chết cụ nhé. Chứ không phải chết cụ nhé. Quyết lòng về Tây Phương cụ nhé. Quyết lòng về Tây Phương cụ nhé. Cụ Diệu Chính ơi. Cụ Diệu Chính ơi. Vui không? Có vui không? Vui không cụ? Vui thì vui lên. Mừng đi. Xin bây giờ xin gia đình chắp tay lại, gom xin đại diện cho chư vị thành khẩn điều giải chư vị oán thân trái chủ cho cụ nha. Nam mô A Di Đà Phật. Là phàm phu như cụ, lương thị điểu pháp danh Diệu Chính, nhiều đời nhiều kiếp cũng như trong đời này, đang trong cơn mê muội thường xuyên tạo nghiệp đưa đến quả báo cuối cùng, chịu khổ nạn 15 năm qua trên giường bệnh. Chư vị ơi, oán nạn do mình tạo ra, khổ nạn tự mình chịu lấy. Người biết đạo nhìn thấy những cảnh khổ này, hãy mau mau giác ngộ, tìm đường thoát nạn. A Di Đà Phật đã phát đại thệ cứu tất cả chúng sanh. Người nào quyết lòng thoát ách nạn sanh tử luân hồi, trở về Tây Phương vô sanh vô tử, thành đạo vô thượng. Phật dạy, khi nghe danh hiệu A-di-đà Phật, thành tâm tin vui, niệm danh hiệu A Di Đà Phật, cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc, dẫu cho nghiệp chướng nặng nề to lớn đến cỡ nào, cũng được A Di Đà Phật tiếp độ về Tây Phương một đời, thoát tất cả trầm luân khổ nạn, thành tựu đạo quả. Nguyện mong chư vị trong pháp giới hữu duyên với Phật tử lương thị điểu pháp danh Diệu Chính, hãy mạnh dạn giác ngộ, cùng nhau tìm đường giải thoát. Hãy phát tâm niệm A Di Đà Phật, chí thành chí thiết niệm danh hiệu Ngài, cầu sanh về nước Ngài Tây Phương Cực Lạc. Hãy mạnh dạn buông xả tất cả oán thù ra. Hãy mạnh dạn buông xả tất cả những nghiệp khổ trong cõi đời này, để trong một cơ hội này cùng nhau vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Có nhiều vị chưa có thân, còn ở trong cảnh đời lang thang trung ấm,
Nguyện mong chư vị hãy mạnh dạn buông xả tất cả tình chấp thế gian ra, cùng nhau niệm A Di Đà Phật. Thì ngay trong cơ hội này, chư vị sẽ nhận lấy báo thân của Bồ Tát Bất Thối trên cõi Tây Phương, trở về pháp giới của tự tánh, hướng vô sanh vô tử thành đạo. Nguyện mong chư vị trong pháp giới quyết lòng xả ly sanh tử đọa lạc, cùng nhau niệm Phật cầu về Tây Phương, cùng nhau niệm Phật hộ niệm cho Phật tử Lương Thị Điểu pháp danh Diệu Chính an toàn tỉnh táo, niệm Phật cùng sanh về Tây Phương Cực Lạc, công đức vô lượng vô biên. Nguyện mong cho chư vị sớm gặp Phật, sớm về cõi Tây Phương thành đạo. A Di Đà Phật. Mong cho gia đình cố gắng trong nhà không nên chất chứa các thứ ngũ tâm, hành tỏi kiều nén, những thứ đó không nên dùng. Tuyệt đối không nên sát sanh, dẫu cho con kiến, con muỗi, con ruồi. Nhớ nhé, nếu có chút ít tiền bạc, hãy ra chợ mua cá, mua chim phóng sanh, hồi hướng công đức cho cụ. Ngày ngày thành tâm niệm Phật. Trong phòng của cụ nên để tượng A-di-đà chỗ nào cho khi cụ nằm mở mắt ra nhìn thấy tượng A-di-đà. Còn tất cả những hình ảnh khác, dẫu là con cháu đoàn tụ gì đó nên lấy xuống, hoa quả gì nên lấy xuống, kiến cảnh gì nên lấy xuống, để cụ mở mắt ra thấy được tượng A-di-đà Phật. Nhớ nhé, dùng một tượng duy nhất mà thôi, đừng nên treo những hình ảnh khác trong phòng của cụ, không tốt. Nhớ nhé. Và luôn luôn nhớ là khi cụ giơ tay lên như vậy, chư vị phải điều tra hỏi thử là cụ đang muốn gì, đang nghĩ gì, và báo tất cả những hiện tượng này cho ban hộ niệm biết để họ trực tiếp khai thị hóa gỡ cho cụ nhé. Nhớ nhé. Rồi cụ Diệu Chánh ơi, phát tâm niệm Phật với đại chúng nhé. Niệm Phật lên cụ. A Di Đà Phật. 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, mỗi lần chúng con được duyên nghe lão cư sĩ Diệu Âm khuyến tấn cho một bệnh nhân là chúng con cũng được vui lây, niềm tin tưởng tăng trưởng hơn, và sự ham muốn về Tây Phương Cực Lạc lại càng ngày càng thêm mạnh hơn. Dạ, con chúng con xin thành tâm cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm mình ạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Tới đây chúng con có nhận được một tin xin lão cư sĩ Diệu Âm khai thị hôm nay ở ở đạo tràng cô Diệu Thương. Con xin đọc thông tin. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính xin lão cư sĩ Diệu Âm từ bi khai thị cho cụ Điểu bị tai biến 15 năm. 4 năm gần đây cụ đã nằm bất động trên giường, chân tay co quắp. Cụ đã được lão cư sĩ Diệu Âm khai thị mấy lần,
gia đình con cháu tin tưởng, quyết lòng hộ niệm cho mẹ và đã mời ban hộ niệm. Thời gian gần đây, cụ tự nhiên tỉnh ra, chân tay tự nhiên mềm ra. Nay cụ rất yếu, lại bị cực biếu chèn cổ nên cụ không nói được. Nhưng cụ quyết lòng niệm Phật theo ban hộ niệm. Kính xin lão cư sĩ Diệu Âm khai thị cho cụ vững vàng niềm tin để trong dịp này cụ được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Và kính xin thầy khai thị chư vị pháp giới hữu duyên với cụ ạ. À. Chúng con thành tâm cảm niệm công đức của thầy ạ. À. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, xin nhắc lại cái tên và pháp danh rõ ràng chút xíu. Là dạ, tên là Điểu ạ. Dạ, xin bác Diệu Thương, bác Diệu Thương có nghe được không? Mời bác bật mic lên cho. Bác nói rõ tên tuổi của cụ để cho và pháp danh để cho lão cư sĩ Diệu Âm khai thị ạ. À. A Di Đà Phật ạ. Nói đi chị. Tên của cụ và tên tuổi của cụ và pháp danh. Diệu Thương có nghe được không? Có nghe được không? Nghe được anh ơi, nghe được ạ. Ở đấy dùng hai máy đấy, tắt một máy đi, chỉ để một máy này thôi và xin bác Diệu Thương nói rõ tên tuổi của cụ và sau đó thì quay hình vào cho cụ để giữ nguyên nhá, giữ nguyên để lão cư sĩ Diệu Âm nhìn thấy cụ và khai thị cho cụ. Cụ tên là gì đấy bác? Diệu Chính ạ. A Di Đà Phật. Nói lại đi vì không nghe được. Lương Thị Điểu pháp danh Diệu Chính ạ. À, cụ bao nhiêu tuổi rồi bác? Cụ 87 tuổi ạ. Dạ, dạ rồi, cảm ơn bác nha. Bây giờ bác bật camera đi để quay vào hình chỗ cụ nhá, để cho vâng, vâng ạ. Dạ, dạ, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cụ Diệu Chính con nghe rõ không ta? Dạ, thưa thầy là cụ bây giờ lại tự nhiên lại nghe được, nghe rất tốt. Trước đây thì cụ bị như là điếc, nhưng mà thời gian gần đây nhờ hộ niệm, nhờ con cháu hỗ trợ cho nên là cụ tự nhiên lại tỉnh táo ra và nghe được rất rõ. Dạ, 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 dạ. Rồi xin cho gặp mặt cụ đi. À gì A Di Đà Phật. Cụ Diệu Chính ơi, Diệu Âm đã thấy cụ trên đường Zoom rồi. Chúc mừng cho cụ được Phật lực gia trì. Từ cái chỗ tai biến nằm bất động mê man bây giờ tỉnh ra. Cụ Diệu Chính ơi, được Phật lực gia trì để cho cụ tiếp tục niệm Phật, quyết lòng nguyện vãng sanh, để đến thời hạn ra đi, A Di Đà Phật đến đưa cụ về Tây Phương Cực Lạc đó nhé. Mừng vui lên cụ, hân hoan nhé cụ, lòng thành của cụ đã được cảm ứng Phật lực gia trì, tự nhiên tất cả bệnh khổ đều biến mất đi. Giờ đấy cụ nằm trên giường, hãy nhìn vào ảnh tượng A-di-đà Phật mà thành tâm chi thiết niệm danh hiệu Ngài. Niệm mãi nghe cụ. Quyết lòng chỉ một câu A-di-đà Phật niệm cho thót tình, niệm cho tha thiết, niệm cho chân thành.
và quyết lòng xả bỏ thân xác tàn tả này để đi về Tây Phương thành Bồ Tát nghe cụ. Cụ Diệu Chính ơi, ngày hôm nay rõ ràng là cụ thấy mấy người vãng sanh từ trên đường Zoom này rồi phải không? Đây là cái gương cho cụ theo. Đây là những hình ảnh mà cụ phải ghi đậm trong tâm. Đây là những điều mà làm gương cho cụ. Tất cả mọi người chúng ta khi ra đi đều có cảnh khổ, nhưng từ trong cảnh khổ này mình quyết ly khổ để đắc lạc ngang cụ, bỏ cảnh phàm phú này đi về Tây Phương thành đạo nhé cụ Diệu Chính. A-di-đà Phật, chư Phật mười phương thấy được tâm thành của cụ đã gia trì cho cụ không còn mê man bất tỉnh nữa, không còn mệt mỏi nữa, để cho cụ vui vẻ hân hoan niệm A Di Đà Phật, niệm thầm trong tâm không sao cả, nhớ niệm A Di Đà Phật trong thành chí thiết, cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cụ Diệu Chính ơi, một cơ hội này nhất định đi về Tây Phương thành đạo nhé, nhất định đời này ly bỏ cảnh khổ nạn ra nhé, nhất định một cơ hội này đi làm Bồ Tát Cụ Diệu Chính nhé. Chân tâm tự tánh của cụ là một đức Như Lai, nhất định đi về cảnh Phật để thành Phật, tuyệt đối tin tưởng vững vàng, tuyệt đối hân hoan, tuyệt đối vui vẻ, nhất định buông vạn duyên xuống để cùng nhau niệm Phật. Nguyện mong cho chư vị trong gia đình cùng ban hộ niệm tiếp tục hộ niệm cho cụ. Nguyện mong cho cụ Lương Thị Điểu, pháp danh Diệu Chính, nghe những lời này hân hoan vui vẻ, quyết lòng niệm Phật, tiếp tục niệm Phật, tự nhiên tâm thành này sẽ cảm ứng đạo giáo. Hy vọng cụ sớm được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Diệu Âm thành tâm chúc cụ sớm về Tây Phương, sớm thành Phật đạo. Nguyện cầu chư vị trong pháp giới cùng nhau phát tâm Bồ Đề rộng lớn, buông xả tất cả oán thù tình chấp thế gian, quyết lòng niệm Phật, hộ niệm cho Phật tử Lương Thị Điểu, pháp danh Diệu Chính, an toàn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nguyện cầu chư vị sớm gặp được Phật, theo A Di Đà Phật cùng về Tây Phương, cùng thành đạo quả, chấm dứt tất cả sanh tử khổ nạn để thành đạo vô thượng. A Di Đà Phật. Xin chư vị cho tràng vỗ tay ủng hộ Phật tử Lương Thị Điểu, pháp danh Diệu Chính. Nhớ nhé cụ nhé, vui vẻ hân hoan niệm Phật trở về Tây Phương, chắc chắn chấm dứt tất cả mọi khổ đau hiện tại đây, tương lai thành Phật nhé. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con xin thành tâm tri ân những lời khai thị chia sẻ của lão cư sĩ Diệu Âm. Kính mong cụ hãy ghi nhớ và thực tập theo để mình có cơ hội vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Di Đà Phật.
Phật. Nhanh quá. A Di Đà Phật. Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Yeah.
Yeah.
Toàn thân lại hết, đỉnh đầu còn hơi ấm nhẹ, nhẹ một chút xíu 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 thôi. Có nghĩa là nó ấm hơn những cái chỗ khác, những cái chỗ xung quanh nó lạnh, nhưng cái đỉnh đầu nó ấm nhẹ một chút, gọi là cái kỹ mới nhìn thấy. Và con nói với bà, với gia đình là bà quá viên mãn, mọi người nhìn bà cười đây này. Mọi người có nhìn thấy bà cười không? Cười đi này. Con cho mọi người xem cái điện thoại của con lúc mà khi bà còn hộ niệm hôm qua đây, thì mọi người mới biết là bà đang cười. A Di Đà. Cô đứng. Đẹp bắt mở mười đồng làm gì? Này, hôm qua con chưa xem mọi người đấy. Đấy cái ảnh hôm qua, đêm qua nó còn chụp ở đây quay nhé. Chụp ảnh nhé. À, quay video nhé. Thế mà bây giờ đấy, con chụp một cái ảnh này để cho mọi người thấy là hai cái nó khác nhau đang cười. Cười đấy, cười tươi mà, vì đây này, cười vì là bình thường á nhá, là bà bình thường khép là cái khép ấy, thì trong khuôn mặt của bà thì phải chịu đau khổ quá, không bao giờ cười nổi, lắm hôm con còn chọc cho cười mà không cười nổi, nhưng mà đây là cười đấy. Cười nhe hết răng không ạ? Mà lúc tắt thở là miệng há đúng như thế này luôn. Có anh Diên thì miệng há đúng như thế này, mắt mở trừng trừng, nhưng mà sau 2 tiếng khép miệng lại. Điện đẹp chị đó. Chốc tắm rửa xong quay còn đẹp nữa. Chốc lau bâu chùi đi tắm đẹp lắm. Trắng nõn nà luôn cơ. Hồng hồng tít lên cơ. Môi còn đỏ đỏ như đánh xuân đậm lên. Thế này cười thế này, mọi người nhìn cười mà. Cho nên là hôm qua là ở sáng nay 7 giờ ấy, là lúc bà tắt thở là miệng như thế này. Há đúng như thế này luôn. Và mắt mở to. Thế là con niệm Phật 2 tiếng con vào khai thị thì bắt đầu miệng khép lại. Khép lại thì còn lục như thế này. Khép lại như thế này. Thế sau đó là con nhìn cái môi, lúc đó cái môi là trắng nhợt đấy nhá. Anh xin nói không nhận không? Môi trắng nhợt lên, không có một tí nào gọi là hồng hào. Nhợt đờ hết, trắng ra. Thế mà bây giờ môi đỏ như là người vẽ son. Như là vẽ son, như là ăn trầu. Đẹp chưa? Mà cười nằm hoan hỉ chưa? Đẹp tát đẹp lắm. Nằm hoan hỉ tát nhìn cười tươi. Nhưng mà con nói với tất cả đại chúng này. Bà nhà mình nằm gần đây nhá. Bà có một cái sự gia trì của Phật rất là lớn. Đó là thứ 7 tuần trước, tự nhiên chiều con ấy, mọi hôm ấy, hai cái tay của bà lúc nào cũng để như thế này. Cứ hỏi điềm mà xem chăm sóc. Nó như hai cái gọng phìm ấy, nó toàn là những cái thanh đồng ấn chặt thế này, không thể nào nâng được khỏi cái ngực lên. Thế mà chiều thứ 7 con ấy cầm tự nhiên nó mềm, nó mướt, cầm được ra như thế này. Tay để như thế này thì cầm được ra, cầm được như thế này. Đấy, chứ không bẻ được ra. Này, mỗi tí mà giờ đã mềm nhũn như này rồi. Giờ đã lắc lẻo rồi. Điểm đấy cha mẹ thì biết. Cái tay này nó thành tật bao nhiêu năm rồi. Cái tay này thì quặp quá hơn. Còn cái tay này nó mới nhỉ. Bữa trước thì còn rơi lên rơi được. Nhưng mà mấy tháng Covid nay là cái tay này nó quặp vào như thế này. Còn cái tay này thì quặp chặt như thế này. Như là mấy cái thanh đồng nó ép chặt vào ngực như thế này. Mà đến chiều thứ 7 tự nhiên mềm mướt bắt đầu đưa ra đưa vào. Con sờ nó mướt con mà. Cái bàn tay như là tay con đã mềm. Kiểm tra của cái ca đã viên mãn. Thế xong con dụ cho con khai thị, con dụ cho cười. Thì đây gần như cười. Cười nhưng mà không
bao giờ cười ra tiếng. Hôm nay con chia sẻ về một ca này bất khả tư nghị đấy. Một ca này đúng là bà biểu diễn để cho chúng sinh một ngày để tin Phật đấy. Người ta phải biết đấy nhé. Một người không cần nói nhiều mà để thể hiện thế này. Con dụ cho người thế này. Cái hôm thứ bảy sau khi đưa tướng chuyển đẹp đấy nhá, tay mềm bắt đầu là bắt đầu quân dụ cho gần như là cười, nhưng mà chỉ thế này thôi chứ không thể ăn cái một mặt không bao giờ cười đấy nhá. Những cái lúc con đến hộ niệm đau còn cứ xếp hết như này, mắt thì trọn hết lên, mồm thì xếp hết ngược lên, đau đớn khổ như thế mà hộ niệm đến thứ bảy tuần trước như thế này. Đây, con cho mọi người xem đấy. Thế mà đến bây giờ ấy, đây cái vừa rồi em thôi để mai cô bán thì gửi về cho Zalo cho các bà xem. Cái vừa rồi khuôn mặt nó tử vi hơn. Môi đỏ hơn nhiều, đỏ như ăn trầu thuốc, à ăn trầu. Nhưng mà cái khuôn mặt nó lại có một vết nét hoan hỉ và tử vui. Cái nét mặt nó rất là hoan hỉ, sáng cái mặt sáng, mặt rất sáng. Nhìn con cười đấy. À, đây nhìn con cười đấy. Mặt rất đẹp. Thế nãy con khai thị con nhìn thấy con cười quá, con sướng quá. Mặt rất đẹp, sáng sủa. Mọi người có tin không? A Di Đà Phật. Như thế này mà mọi người không tin nữa thì Phật làm thế nào để cho mọi người tin đây? A Di Đà Phật ơi, con đúng cật, con nghẹn rơi cả nước mắt, con cảm ơn Phật lắm đấy. Thực sự là Phật thương chúng ta không có một cách nào để nói được. Đẹp hơn lúc sống. Một người khổ đau về bệnh hoạn thế này mà chỉ cần nhờ cô A Di Đà Phật chốc lau tắm rửa nhé. Em chỉ cần lấy một chút nước ấm vào cái chỗ tay này thì gân tự nhiên thì bao nhiêu quất bao nhiêu năm rồi nó sẽ mềm, mà sau chút mềm lắm. Cái chân này này đã duỗi được ra rồi này, bữa trước có duỗi được đâu, điều không nhận đâu. Cái chân này trước nó cứ quặp vào thế này, còn cái chân này thì quặp trên cái đây, nó khổ đấy. Bao nhiêu năm nay như thế này rồi mà bây giờ được một cái thân tướng này, toàn thân lạnh hết. Bây giờ con sẽ cho em điện kiểm tra nhé, kiểm tra với một cung kính. Em điện hay là anh Diên? Cho bác Diên kiểm tra để bác Diên tăng niềm tin, bác Diên đi làm đại tá để đi truyền Phật giáo đi, để mọi người quân đội tin Phật hết để cứu. Lạnh hết chưa? Bác chỉ cần sờ đấy, lạnh hết là thần sức là gì là Phật. Các ngài ngồi xuống thì mới nhìn thấy, đứng lên thì mới nhìn thấy gì. Mọi người cứ ngồi hết xuống, ngồi hết xuống mới nhìn thấy. Ngồi hết xuống, ngồi hết xuống. Tí nữa cho các ngài vào lạy vừa đát. Không phải cái gì nhá, bây giờ đừng nhá. A Di Đà Phật, 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 chút thôi, chút tâm trí em cần lúc cảm nhận hơn. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mẹ đã vẫn sinh. A Di Đà Phật, con không biết nói gì. Hôm thứ hai tuần trước thầy tự ông khai thị về cho con thương cái thông tin. Mọi người cứ ngồi xuống để con chia sẻ.
thầy Diệu Âm khai thị. Lại con đưa một cái thông tin là bà đã làm 15 năm trên giường này và tay chân co quắp. Mà đúng như trận điểm có công nhận em điểm là trong lúc tay cũng như là những thanh đồng mà nó cứ ép chặt vào cái phần ngực như này, không có nâng lên nâng xuống được. Thế mà tự nhiên chiều thứ bảy cầm được ra, đưa la đưa vào. Đấy, còn cái tay này thì cái cổ tay nó mềm một chút, chứ còn cái này nó tật từ lâu rồi. Nó cố từ bao nhiêu năm nay rồi, thế rồi chắc là cái xương nó sẽ trồi ra ấy. Cho nên là nó không cái xương khuỷu này nó sẽ trồi ra, nó thành một cái cố tật ấy. Thế thì còn cái cổ này đã mềm đưa ra được vào. Thì con đưa thông tin cho anh Minh Đạt để thầy khai thị. Thì điếc là hết nhé, điếc hết cuối đời, điếc đợi chúng con đến hộ niệm điếc loài đứt tối. Con hộ niệm mỗi một buổi con cháy hết cả cổ, mà phải gào vào tận tay, tận cái lỗ tai, mà cái tai này mới nghe được không? Cái tai bên phải này lại không nghe được. Thế mà đến bây giờ, một hôm gần đây hộ niệm, con mới thấy mẹ kiểu nó nhúc nhích khó chịu này, con bảo mẹ ngồi dậy nhá. Vâng. Thế là con mới biết là không điếc. Tại vì con ngồi ở cái giường này mà con có kề vào tay đâu con. Mẹ muốn ngồi dậy hả? Cho mẹ ngồi dậy nhá. Gật. Thế là con mới biết là hết điếc gần đây. Hộ niệm bất khả tư nghỉ. Con nói sao như vậy? Đến hôm qua cả chị Phương ấy, cứ nhìn ảnh Phật chầm chầm xong đó lại còn ngoách ngoạnh mặt ra nhìn con. Nói đâu nghe đó, nói đâu nghe đó mà nhìn con với một cái cổ như là quý lắm ấy. Có nghĩa là nghe lời lắm ấy. Con cảm nhận được hết tất cả những cái đó mà nên con tin tưởng lắm mà. Nhưng cái ca này mặc dù sáng nay, hôm nay còn sáng nay anh Diên còn bị sơ suất ấy nhé. Là cháu phải chịu. Khi mà con bà hấp hối một cái ca mà con thấy nó lại khác lạ. Con chưa bao giờ đi hộ niệm mà hấp hối từ tối hôm qua đến giờ. Tối đến sáng. Từ 1 giờ đêm qua đến giờ 1-2 giờ đêm gì đấy. Mà đến tận 7 giờ kém mới đi. Thế là 11 giờ lúc con sang là 11 giờ. Đã ấy. Đấy là lúc đấy mệt thôi. Kiểu nói rồi hấp hối thì nó phải rơi vào 2 giờ đêm. Thế thì con mới đến lúc 6 giờ con dậy ra thì có thở thưa hơn, thì con lại khai thị nhắc nhở lại nghe. Thế xong rồi con mới chạy đi ra ngoài một chút, trong con vào. Đấy, con hồi hướng, con khai thị cho mẹ với lại khai thị cho chư vị trong mắt giới. Xong bắt đầu con với cầu nguyện Tam Bảo gia trì, cầu nguyện Đức Phật A Di Đà gia trì. Xong rồi con mới bảo là đi đánh răng rửa mặt. Thì lúc đó rơi vào 6:30. Thì con bảo anh Diên là, bởi vì cứ thấy thở hô hối mãi, con bảo anh ơi, thế hồi xưa bà còn sống, bà có hay thắp hương cái miếu ở đằng sau này phú điện không? Chắc là có luôn, sao chứ khỏi. Thế bây giờ anh mang nén hương ra, anh tri ân các ngài đó cho em. Anh nói nguyên văn thế này: trước kia mẹ con không biết con đường niệm Phật cầu về Tây Phương Cực Lạc, mẹ con đến cầu xin các ngài ban ơn ban phước lành. Nhưng hôm nay mẹ con biết con đường niệm Phật cầu về Tây Phương Cực Lạc, con là con trai, con đến con cảm ơn các ngài, xin các ngài niệm Phật hộ niệm cho mẹ con để cùng nhau đi vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Anh chỉ xá các ngài, anh không được lễ. Thế sau là con mới đi đánh răng, lúc đó là 6:30, con đi đánh răng xong thì cái cháu gấm lại cứ nài nỉ con là bún của làng Mẹo đặc sản ngon lắm cô ơi, nóng lắm. Thế là con lại cố ăn một bát, ăn xong đang ăn thì con mới bỏ chạy lên gọi Thọ xuống ăn. Thì con thấy bà tắt thở rồi, con thấy bà tắt thở rồi thì con lại thấy anh Diêm cầm cái ca nước này với bôi môi xong, con bảo bà đi rồi, thế anh vừa bôi môi cho bà. Ừ, thế anh bôi mấy lần? 2 lần. Ăn gì con bảo sám hối ngay đi, em đưa anh đến đây sám hối. Xong lúc đó con mới xin phép để con mua cái màn ra. Thế là đấy, động chạm như vậy mà. Nếu như một người không có tâm quyết lòng vãng sinh tiếp, hoặc là con nói động chạm như này mà tâm lực yếu là khó lắm. Có những ca như hôm nọ, ca bà Nguyễn Thị Huệ, chúng con phải hộ niệm 18 tiếng mà con cháu cũng thành tâm ra đình người ta này. Đạo tràng cũng vậy, lệ Phật Tát 18 tiếng. Còn ca của cụ Tâm An ở bên thành phố Hải Dương mà ông ngoại của Kiên Phúc Định ấy, 27 tiếng chưa viên mãn, chúng con giao giải cho gia đình làm tiếp 30 tiếng mới viên mãn. Vì cũng độ chạm hết vào thân xác. Vì ông cụ đó lại là nó có một cái kém là không chưa được tỉnh táo minh mẫn lắm, vì còn có lúc quên. Thế nhưng mà mẹ đi mình vẫn nắm những cuối ngày tỉnh táo Phật gia trì, thầy giữ âm tin tưởng lắm. Thầy bảo cụ Lương Thị Điểu ơi, con còn ghi cái video ở trong đây là Diệu Âm tin tưởng cụ đi vãng sinh làm thành Phật.
cụ sẽ về đánh diệu âm nhé. Cho nên hôm nay lúc đó lại còn nói chung là duyên rất là lớn, duyên của mẹ rất là lớn, mà bây giờ đúng là để lại cho thân tướng bất cả tư nghị này. Con cứ nói để điện ở gần này, điểm ở gần ra xem còn cái đồi mồi nó có chốc lau sạch lóng luôn, không còn một nấc nám. Bị Trắng Hồng ngồi nằm ung dung cười, nằm kiểu như người cố ra nhìn các con lạy Phật để cười. Như người nằm chơi. Ôi nói thật đi, pháp của Phật bất khả tư nghị. Hôm nay lúc lạy Phật cuối cùng, con cầu Phật cho chị là mẹ phải để thân tướng thật đẹp quá, để cho chúng sinh của ngày tin. Hôm nay còn có rất nhiều con rể của mẹ còn ở Quảng Ninh, rồi các cháu các thứ ở xa, để về tin vào pháp Phật, để tất cả được cứu trong một đời này, đi vãng sinh thành Phật. Hôm nay con hỏi tất cả mọi người ở đây, mọi người có tin Phật không? Có. Có tin vào câu A Di Đà Phật, cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc và kết hợp với hộ niệm thành Phật không? Có. Mọi người có quyết một đời này niệm Phật đến hơi thở cuối cùng để đi về Tây Phương Cực Lạc làm Phật không? A Di Đà Phật. Ai quyết làm cơ tay nhân sinh? A Di Đà Phật. Chị Liễu không biết lòng à? A Di Đà Phật. Anh xin một cái đầu. Đây là một bài pháp không lời. Mẹ điều đây không cần phải đi giảng kinh thuyết pháp, không cần phải xuất gia khổ sở, vẫn ở tại gia làm ăn lấy chồng, vẫn thị hiện là một người mang thân nghiệp chướng để chịu trả nghiệp bệnh hoạn. Nhưng một cái thân cuối đời này, để lại một cái nhục thân này, là cả một bài pháp không lời, để cho chúng sinh thực sự là nói hay nói giỏi đến đâu không bằng để lại một cái kết quả cụ thể đấy. Con nói với tất cả anh đi, nhưng hôm nay con sẽ nói với gia đình mẹ được như thế này. Chúng ta vì tại sao để con dám nói là vãng sinh ấy, là vì sao đến cuối đời mẹ quyết lòng vãng sinh, thực sự là quyết lòng. Mặc dù không nói được nhưng con nghe, con hiểu được tất cả cái tâm lý đó. Vì con hộ niệm đến nay là 5 rưỡi, con biết những ngày đầu như thế nào và những ngày cuối như thế nào, và đến cuối này quyết lòng vãng sinh. Khi con nói chỉ cần nhìn ánh mắt với con thôi, nên con mẹ, con biết là mẹ đã quyết lòng vãng sinh. Và đến 14 ngày không có một giờ nào là hôn chồng ngủ gật, suốt ngày ngày nhìn ảnh Phật, niệm Phật, ngày đêm chỉ chăm chăm vào ảnh Phật, niệm Phật, không nhìn một cái gì hết. Con cháu có ngồi ngoài nói chuyện kệ, cứ nhìn ảnh Phật, cũng không thèm nhìn ra con cháu nữa. Cho nên là đây là một người quyết lòng vãng sinh, mà bây giờ kiểm tra hơi ấm còn một chút nhẹ ở trên đỉnh đầu, thì chiều theo lời tổ là hơi ấm là chính là cái thần thức nó xuất ra ở, nó xuất ra cuối cùng ở đâu? Nếu xuất ra ở hai bàn chân thì người này đi xuống địa ngục. Xuất ra ở hai đầu gối thì người này sau 49 ngày sẽ đi đầu thai vào loài súc sinh. Xuất ra ở cái hơi ấm mà xuất ra ở bụng thì người này sau 49 ngày đi làm ngạ quỷ, mà chúng ta gọi là vong linh, như trong nhà Phật gọi là ngạ quỷ. Còn nếu hơi ấm ở ngực thì sau 49 ngày người này đi đầu thai lại là người. Nếu xuất ra ở vùng mắt thì người này sẽ sinh về trời. Xuất ra ở đỉnh đầu thì là vãng sinh, là người niệm Phật có vãng sinh, là vãng sinh. Còn nếu như không niệm Phật thì sẽ sinh thiên. Không biết niệm Phật có vãng sinh thì sẽ thiên thiên, nhưng mà lên một cõi trời cao, cái phước rất là lớn. Vì càng lên cao thì cái phước nó càng lớn. Đấy, hôm nay con nói như thế thì đấy, con cho anh Diên cả em điện kiểm tra nhẹ một chút xíu thôi, chứ không phải là nó ấm nóng đâu. Nếu ấm nóng thì con dừng ngay lại hộ niệm, dừng ngay để kiểm tra, và con cho hộ niệm ít nhất là 2 tiếng nữa. Nhưng mà nó chỉ ấm nhẹ một chút. Thế thì bây giờ là con dám khẳng định là mẹ, con không nói 100% vãng sinh, con nói 99% thôi, con để lại 1%, 99% vãng sinh. Thế thì con nói với tất cả gia đình mình ấy, trong vòng 49 ngày này,
mẹ đã được như thế này, chúng ta hãy làm công đức thiện lành. Đây là chính là cơ hội để cho gia đình mình tích lũy công đức. Đó là gì? Ngày ngày lấy niệm Phật lạy Phật là chính, và phóng sinh bố thí cúng dường giúp đỡ người nghèo là trợ, là phụ đấy, để chúng ta hồi hướng cho mẹ, mẹ được hưởng 1/7, còn tất cả người sống được hưởng 6/7. Từ nay đến 49 ngày gia đình tuyệt đối không được sát sinh, không được dùng chất ngũ tân. Dùng chất ngũ tân Phật nói trong kinh Lăng Nghiêm là mình coi thường Phật ấy. Thì đừng có nói mà bước được vào cửa đạo. Đã coi thường Phật thì làm sao Phật gia trì mình? Bây giờ như con nói với các cụ coi thường con làm sao, hôm nay theo gia đình coi thường con làm sao con đi đây con hộ niệm được? Nói chung phải quý con chứ, con mới đến đây hộ niệm được chứ. Nên coi thường con thì làm sao con đến hộ niệm được? Đấy chính là cái đó. Cho nên chúng ta trong vòng 49 ngày này gia đình mình tích cực làm thiện lành, tích công đức đức để hồi hướng cho mẹ. Mẹ đã con sinh thì mẹ tăng lên phẩm vị cao hơn. Còn nếu như là còn 1% mà chưa vãng sinh thì cái cơ hội này nhắc nhở mẹ ngày ngày niệm Phật, ngày ngày cúng cơm theo thế gian ấy, còn không trong niệm Phật không có thế không cúng cơm đâu. Đấy là của chỉ thế gian cho nó hòa thôi. Thì cứ ngày ngày nhắc mẹ ơi, hôm nay mẹ bỏ thân này, thân vô thường một ngày rồi, mẹ đã vãng sinh rồi, mẹ niệm Phật với chúng con để tăng thêm phẩm vị. Còn nếu mẹ chưa vãng sinh thì mẹ niệm ngay câu A Di Đà Phật cầu về Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ trong cơ hội này mẹ vẫn còn cơ hội để đi vãng sinh. Chúng ta vẫn nhắc thế để thừa còn hơn thiếu, cần đắc vô áy náy. Chúng ta làm tất cả những cái gì mà chúng ta để dự phòng đến như thế. Thế còn là bây giờ gia đình sau này sau đây chúng con sẽ trả lại gia đình và cho gia đình làm. Tức là bây giờ còn nếu như gia đình chưa chưa làm hậu sự ngay đúng không, thì cứ để đi.